vì sao Huệ Vương sẽ mất chức nhanh hơn cả Võ Văn Thưởng. Chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tới mức độ khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ, đã có những đồn đoán cho rằng một trụ thứ hai trong tứ trụ sẽ bị trảm tiếp, có khả năng đó là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng. Truyền thông nhà nước chiều tối ngày 15 tháng 4 đồng loạt đưa tin bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt. Cùng vụ án, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan C03 cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, bao gồm ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban, và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban. Cả hai bị can đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thảo bị điều tra thêm về tội nhận hối lộ. Được biết, Tập đoàn Thuận An thành lập từ năm 2004 với vốn điều lệ tính đến tháng 8 năm 2020 là 300 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên doanh, Thuận An liên tục đạt được nhiều gói thầu xây dựng, bao gồm cả những gói thầu quy mô lớn trị giá hàng trăm tỷ đồng. Theo giới quan sát, Thuận An Group, tập đoàn sân sau của phe Nghệ An, lớn nhanh như thổi và trúng thầu rất nhiều dự án tương tự tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo, vốn là nguyên nhân dẫn đến việc ông Võ Văn Thưởng phải mất chức bất ngờ. Vụ bắt Nguyễn Duy Hưng đã xác nhận tin đồn trước đó khi mạng xã hội cho rằng khả năng ông Huệ mất chức Chủ tịch Quốc hội đến nay chỉ còn tính bằng ngày. Thậm chí có dư luận cho rằng việc ông Huệ mất chức sẽ còn nhanh hơn ông Thưởng và bộ máy tứ trụ quyền lực cao nhất trong vòng vài ngày tới sẽ chỉ còn lại có hai trụ mà thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Việc Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Hưng đã làm mạng xã hội một lần nữa nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng sau ông Hưng sẽ là Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Vương Đình Huệ. Như vậy có khả năng ông Huệ sẽ lên thớt. Công luận thắc mắc, những người bị bắt trong vụ án này đều dính tội đưa hối lộ. Nhưng họ đưa hối lộ cho ai thì cho đến nay Bộ Công an vẫn đang giấu kín, chưa gọi tên người đã nhận hối lộ. Nhưng song với tin đồn đoán về việc ông Hưng bị bắt là tin đồn trợ lý của ông Huệ là Phạm Thái Hà đã bị C03 mời đi làm việc liên quan đến việc nhận hối lộ tới 2.000 tỷ đồng trong các dự án tuyến cao tốc và làm công trình ven biển thì cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, việc để ông Hà có quyền ký tá hay đề nghị của Quốc hội để nhận được hối lộ với số tiền lớn như vậy là một điều hết sức khó hiểu. Mới đây, một nguồn tin khả tín từ Hà Nội tiết lộ với tờ Thời báo .d nói rằng ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Vương Đình Huệ, trở về từ Trung Quốc đã bị câu lưu khi xuống sân bay Nội Bài. Sau khi Bộ Công an câu lưu để hỏi một số vấn đề, ông Hà đã được thả ra và đã đi làm. Còn ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, bị câu lưu trước ông Hà từ hôm 8 tháng 4 đến nay, vẫn chưa được trở về. Mạng xã hội còn chia sẻ các hình ảnh được cho là điểm gở khi một cái cây trước nhà ông Huệ đột nhiên bị gãy. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhân vật hiện nay siêu quyền lực. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị Bộ trưởng Tô Lâm hạ bệ nhanh chóng, chỉ trong vòng có 17 ngày. Điều này đã khiến cho phe Nghệ Tĩnh của ông Trùm, Vương Đình Huệ, ăn không ngon, ngủ không yên, bởi đích nhắm tiếp theo của ông Tô Lâm là Huệ Vương. Theo giới thạo tin, vụ bắt giữ Phạm Thái Hà được cho là tương tự vụ bắt Đặng Trung Hoành. Nhà báo kinh tế Bastian khi đề cập đến tâm sinh lý của kẻ cướp hợp pháp đã biết rằng khi mà việc cướp bóc đã trở thành lối sống thường ngày của một nhóm người trong xã hội, với thời gian nhóm người này sẽ tạo ra một hệ thống pháp luật để cho phép họ ăn cướp và tạo ra một luân lý để vinh danh kẻ cướp bóc của họ. Rõ ràng điều này đang diễn ra trong hệ thống chính trị độc đảng
ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Huệ Phương sẽ mất chức nhanh hơn Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chi hơn 200 tỷ kỷ niệm ngày sinh Trần Phú, phe Nghệ Tĩnh đã hết cửa kiếm ăn. Trong tình trạng thiếu bệnh viện, thiếu trường học, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trên cả nước, không được chính quyền quan tâm. Nhưng mới đây, huyện nghèo Đức Thọ, Hà Tĩnh đã chi tới hơn 200 tỷ đồng, tiền thuế của người dân để mà mua cờ, làm khẩu hiệu, xây cổng chào kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trần Phú. Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh chi khủng kỷ niệm 120 năm ngày sinh ông Trần Phú. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 10 tháng 4 đưa tin Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Bản tin cho biết để chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bí thư tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện Đức Thọ. Theo đó, việc chỉnh trang, tu sửa, vệ sinh môi trường tại khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú được huyện Đức Thọ và các đơn vị liên quan triển khai với tổng kinh phí lên tới 200 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, huyện Đức Thọ đã treo 332 băng rôn, khẩu hiệu, 48.913 chiếc cờ Đảng và cờ Tổ quốc, 16.530 hồng kỳ, 218 phướn, 19 bảng pano khổ lớn, 852 bảng áp phích, làm 26 cổng chào trên các tuyến đường trục chính và thêm 122 phần việc khác. Công luận cho rằng trong lúc đa phần người dân Việt Nam còn rất chật vật, lo cuộc sống, thì đây là những việc làm vô bổ, lãng phí, không thiết thực và không có ý nghĩa đối với người dân. Qua tìm hiểu được biết ông Trần Phú là một nhà cách mạng, là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 27 tuổi và là một học trò xuất sắc của ông Hồ Chí Minh. Ông Trần Phú từng được ông Hồ đưa sang học tập, huấn luyện về chính trị ở Trung Quốc và Liên Xô. Sau khi về nước đã hoạt động bí mật rồi bị chính quyền của Pháp bắt giữ và tử hình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ, ông trùm phe Nghệ Tĩnh. Mạng xã hội đã dậy sóng bởi các ý kiến không đồng tình, thậm chí là chỉ trích chính quyền và đảng bộ Hà Tĩnh. Vì Hà Tĩnh, Nghệ An đến nay vẫn là tỉnh nghèo, năm nào cũng nằm trong danh sách xin gạo cứu đói từ Trung ương. Vậy mà lãnh đạo tỉnh vẫn sẵn sàng bỏ ra từ hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng vào những việc vô bổ, phô trương như xây tượng đài, làm cổng chào, nay còn thêm kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo. Có ý kiến cho rằng ông Trần Phú là một người nổi tiếng với các tư tưởng phản động như chí phú, địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Lẽ ra lãnh đạo Hà Tĩnh phải coi đó là nỗi nhục, phải quên đi cái tên đó đi. Đằng này họ lại tỏ vẻ tự hào khi không còn gì để mà nói. Facebook Nguyễn Tiến Dũng trong sa sút với tựa đề Kinh Hoàng đã viết như sau. Huyện nghèo Đức Thọ ở Hà Tĩnh đã chi 200 tỷ đồng mua cờ phướn khẩu hiệu, làm cổng chào kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú. Không thể nào hiểu được não trạng của những người lãnh đạo nơi này. Còn tiến sĩ Chu Hồng Quý thì cảm thán, thấy Nghệ An nhặt tượng Second Hand về để tổ chức hoành tráng, Hà Tĩnh cũng kém miếng, khó chịu. Cũng hôm nay, người Nghệ Tĩnh tha hương lao động khổ sai ở Đài Loan, mang quyên góp bạc lẻ để đưa hai nạn nhân đồng hương xứ Nghệ về quê chôn cất sau cái chết tang thương liên tiếp trong mấy ngày liền. Một người chết vì bị ngã khi chạy trốn truy đuổi cảnh sát, anh Nguyễn Quang Hồng, sinh năm 1986. Một người đột tử do làm việc quá sức, anh Hoàng Ngọc Hải, sinh năm 1992. Vong hồn ông Trần Phú có được yên ả khi khát vọng giải phóng cần lao chưa thành, dù đã ngót cả trăm năm. Việc tháo dỡ tượng đài Lenin ở nhiều quốc gia là điều rất phổ biến và người dân đã thoát khỏi ách cộng sản. Có nhiều ý kiến khẳng định 48 năm qua, thành phố Vinh, Nghệ An đã không xây thêm được một trường học công lập nào. Đến nay, trong thời kỳ hệ phổ thông trung học tỉnh Nghệ An năm 2024,
số trường trung học phổ thông của tỉnh mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Do thiếu trường, thiếu lớp, nếu không xây quảng trường hay dựng tượng Lenin, thì kinh phí này có thể xây được bao nhiêu trường học? Câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Nhà báo Dũng Nguyễn thì cho rằng, ở Hà Tĩnh cũng tương tự, 200 tỷ đồng tiền cờ phướn thì xây được 4 trường học khang trang. Nhưng tụi nó thì rất rõ trong túi chúng sẽ được bao nhiêu tiền. Đức Thọ là một huyện nghèo, hàng năm phải vác rổ đi xin, ai cũng biết. Công luận thấy rằng chủ trương xây dựng tượng đài chỉ có nghĩa thuần túy phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng. Nhưng các quan chức lãnh đạo lại được sơ múi rất nhiều, và nó chính là động lực để họ tìm mọi cách đục khoét ngân sách bằng các dự án mang tính phổ trường. Vậy tại sao lãnh đạo Đảng luôn nói rằng ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng không có lợi ích gì khác đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chi hơn 200 tỷ kỷ niệm ngày sinh Trần Phú, phe Nghệ Tĩnh đã hết cửa kiếm ăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.